Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại kênh Khải anh em ơi. Lần này thì Khải sẽ chuẩn bị kênh đọc top 3 nha nè. Nên là mọi vấn đề này nó Khải sẽ giấu một tí nha nè. Anh em có gì xem thông cảm nha. Ok. Nó phải giấu một tí, nói chung hiện tại bây giờ thì không có like. Nên là anh em có thể xem video này bình thường. Đó. À, cho nên xem top sâu qua. Rồi. Con thứ hai là Khải nhớ con AK2 đúng không? AK2 đúng không? Con đầu tiên là AK1. Quên, con đầu tiên là con đầu tiên là AK2, còn con thứ hai là con Dư Khải đó. Là đang định vào một con AK2 số 0001 nữa đúng không? Hiện tại thì đang giữ là bên AK01 giữ tròn 30k, AK03 thì giữ chỉ còn tầm khoảng hơn 20k. Giao dịch nó cho nó qua chính 30k là xong, vứt con 3 nha. Cho con AK01 vào 10k. Vào 0001 vào 10k, ok. AK01 á. Vào 15k luôn đi Khải, vào hẳn 15k. Ok, vào hẳn 15k. Vào hẳn 15k xong rồi bơm đầy cho nó 30k lại. Là bây giờ là nếu bơm đầy hơi căng nha. Đặc chính là còn 60k này, chuẩn chưa? Rồi, không tính đặc tính nữa nhá. Rồi, đặc tính 960k. Rồi, ạc Khải, ạc chính của Khải, ạc con Duy Khải á. Rồi, hiện tại đang ạc chính của ạc con Duy Khải nè. Là hiện tại còn một rương là con AK3 là Khải lấy bỏ ra ngoài luôn á. Rồi, còn con nào nó thừa 20k? Còn hiện tại ạc chính Khải là điện con AK3 là còn thừa khoảng tầm 15k nữa. Rồi, có nghĩa là bây giờ bơm cho con, thế thì để con AK3 đầu tiên, rồi xong rồi con AK1 giao dịch qua cho con AK3, hiểu không? Rồi, ok. Đó phải giao dịch chuyển vào. Rồi, ok, hiểu. Xong giao dịch 30k sang cho con AK3 luôn, đó. Rồi, hiểu. Đẩy con 15k. Là sẽ thoát ra một ảng đấy, một ảng sẽ thoát ra đấy. Đúng rồi, một ảng không còn gì nữa là vứt luôn một ảng. Ok, ok. 3 ảng thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. À, từ con này giao dịch vào cho nó khỏe. Rồi. Vẫn tính kiểu là sẽ vứt một ạc đấy. Cho một ạc ra. Có thể là vứt luôn cái ạc top 4 đi Khải. Nếu mà nó vào sát thì mình cần vứt luôn cái ạc top 4 đi. Có nghĩa là con AK3 là vào 10k đúng không? Cần thiết không cần phải cho con nộp thêm. Nó mà nhảy nhanh thì mình sẽ nộp những con khác. Ok, ok. Rồi. Rồi. Rồi xong, đó là 15k tiếp đây. Rồi giờ là con 15k này sẽ giữ khoảng một rương nữa, ok chưa? Ok, con AK01 là giữ một rương là thành 45k đúng không? Một rương. Duy Khải đang giữ khoảng tầm hơn hơn 30k nữa, khoảng 31k. 31k rồi, ok. Ừ. Con AK2 là 60. Sẵn sàng, ok, đang sẵn sàng tâm lý. Hàng hóa mình đợi. Hello World 35k. Kể nó, Hello World kể nó nhá. Thằng Hello World là của nó đấy. 22 nó lên rồi kìa. Ok. 22.500 rồi kìa. Ok. Đó là bây giờ là nó đang là đứt bóng rồi đó. Nó đứt bóng top 1 rồi đấy, top 1 không còn nữa đâu. Cho con AK2 vào thêm 30k luôn đi Khải, cho thành 179k đi. Ok, ok. AK2 đúng không? AK2 con trúng đúng không? Nó đang đi theo mình rất là sát một dương nên mình phải cách nó ra hơn một dương, phải hiểu không? Đúng rồi, hiểu. AK2 vừa top 1 đấy. AK2 lên một rương đi. Ok, lên một rương là còn 30k, cái gì có biến thì con 1 nó giao dịch qua nha. Đúng rồi, rồi. Ok, con 1 lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng. Lại hiện tại con 1 là muốn đang giành top 4 ấy, mà không được thì sẵn sàng đợi top 1 luôn, ok chưa? Rồi, ok. Hiểu chưa? Con AK2, ok, chuẩn luôn rồi. Giờ Khánh nạp vô AK2 là thêm 30k nữa, tính đi. Đúng rồi. Nè. Rồi, 279, còn lại 30k trong người của nó, giờ Khải sẵn sàng giao dịch luôn không? Hay là như thế nào tính tiếp nha? Không, để sẵn ở trong người đấy, đứng chờ sẵn một cái góc nó cho dịch cho nó tiện, hiểu không? Rồi, ok, hiểu. 55 rồi nhá. À, ok, xem tính, 56 rồi, 56 rồi. Nó là nộp 38k rồi nhá, thằng kia 38k rồi nhá. Không, nó phải của nó. Đúng rồi, của nó đấy anh. Vậy là nó hết lực rồi. Đó là nó hết lực rồi, 370k rồi đó. Xem đây. Hãy lái thêm nữa. Em ơi. Còn nhớ là con AK chính, con chính chỉ còn 30k thôi, cứ gì báo nha Tùng Anh ơi. Con Duy Khải cái mình nộp hết đi. Duy Khải cái mình hả? Duy Khải cái mình nộp hết luôn hả? Tùng Anh ơi. Tính đây. Hiện tại á thì mình đã có 3 cái mà tính đi. Từ từ từ.
báo lặng lặng ở này. Con chính còn 30k. Con phụ AK1 còn đang thủ sẵn 30k. Con ạc chính của Khải còn 31k. Con Duy Khải còn 31k. Hiện tại bây giờ chốt thì mình còn tất cả 90k. Ok chưa? Đúng rồi, phụ phụ. Khải vào luôn, con Duy Khải phán vào luôn, con Duy Khải phán vào luôn đi. Chúng nha, chúng nha, chúng nha. Rồi, Duy Khải chốt là hết luôn này. Ok này. Rồi, Duy Khải chốt, con không một vấn đề nguyên nha. Con rồi, ok. Vấn đề nguyên chưa cần giao dịch sang nha. Rồi, ok. Rồi, Duy Khải hết này. Rồi, ok chưa? Rồi, con Duy Khải cho nó bắn lên. Bắn lên. Ok. Thì đến con là chính là còn 30k. Từ con đặt chính mình tính mình tính. Rồi, con kia 30k rồi thôi. Để ý thời gian, để ý thời gian. Còn 250k. Đó 255k rồi, cho con đặt chính vào hết luôn, cho con không một vào hết luôn. Ok. Không một vào hết luôn là còn 30k là vô này đúng không? Rồi. Rồi và 30k luôn. Vô này, rồi cái giao dịch không? Giao dịch qua không báo. Không, cho đi, cho qua đi, cho vào luôn đi, cho vào luôn đi. Cho qua khoảng nhiêu? Từ từ 255k từ từ đi, tính mình tính. Con không một chuẩn bị, con không một chuẩn bị thôi, đứng giơ tay chuẩn bị thôi, để thời gian thôi. Giơ tay chuẩn bị ok. Còn 1 phút 15 giây. Rồi, anh cứ yên lặng lại xem nào. Nhật liên tục thôi, anh bây giờ cần liên tục xem cái con top 2 có nhảy không thôi, còn lại đừng cứ để yên đi. Nói gì hết. Hải báo thời gian nhá. Còn tròn 1 phút, tròn 1 phút. Ok. Nhanh nha, còn tròn 1 phút rồi nha. Canh liên tục, set up liên tục nha. Có giao dịch như thế nào báo nha. Hải kích con 01 vào sẵn cái tượng đi nha. Kích con 01 vào sẵn thượng nhưng chưa nộp nha, còn bao nhiêu giây? Ạch chính là không còn cái nào nữa nha, nhớ nha, ạch chính không còn cái nào ấy. Rồi, còn bao nhiêu giây, báo thời gian thôi. Còn 30 giây. 30 giây rồi, lúc nào còn 10 giây báo. À, lúc nào còn 15 giây báo, lúc nào còn 15 20, giây 30 giây. Canh cái top 1 cái đầu 10 giây báo, 15 giây báo. 10 giây cuối báo kiểu nhân trà, 20 giây. 20 giây. Bao nhiêu? 20 giây. 15. À, đúc top 1 vào, đúc top con 01 vào, đúc con 01 vào, đúc nhanh, đúc. Rồi, đúc nhanh, ok. Đúc con 01 vào, hết. Nhanh con 01 vào. Xong, hết. 5 giây. 5 giây hết chưa? Hết rồi, hết rồi, tất cả đều hết. Tất cả đều hết. Chốt. Hết giờ. Hết xong thì mày ăn. Hết giờ. Rồi, xong hết giờ. Đấy, phải thế. Hết giờ. Rồi, cảm ơn tất cả anh em. Khải à mày. Cầm thấy trước Khải phải. Thì đó, mình tính cho hết giờ nha. Thằng này ngu thì ăn thức trâu cái mày ơi, ham cái cha này. Ham à, ham à. Mình tính số lượng hay ăn thôi anh, đồ mình chốt không còn cái nào luôn á. Thấy chưa? Mình nộp rất là nhiều lần rồi nên là mình sẽ tính rất là chuẩn. Đúng rồi. Mình là ồ má còn thiếu cam mốt trong đường chưa lấy được vậy. Ôi không cần thôi. Bây giờ như thế này là cực kỳ hay luôn. Hay chưa? Đúng không? Chốt rất là chuẩn. Hay chưa? Rồi mình được top 1, top 3, top 4 luôn. Hay quá. Thấy chưa, 1, 3, 4 cá nhân luôn, tính hết rồi mà, hay lắm anh em. Bây giờ em đi kiếm đó, em bạc tì đó mà không thấy đó. Ừ. Ờ má, này mới là hay này, quá hay, quá tính độ anh em mình tính quá hay luôn. Hay không? Thành ơi, em chỉ mong nó theo thôi, em chỉ sợ nó đéo theo thôi. Mong nó theo thôi. Mình đập thành 38 đứng im khờ hết hàng mẹ. Sao biết sao không? Mình lúc nào là nó dư quá, nó cứ nào phải hơn nó một dương, lúc mà nó chạy đi lấy ở trong dương thì là kịp lúc mình giao dịch, phải hiểu không? Đúng rồi. Còn mà bằng nó một dương là nó nhảy một cái mình không nghĩ đâu. Khải lái bắt đầu, Khải vô rương, Khải lùm sẵn hết ra đứng chờ đợi không mà chờ nộp không mà. Anh phải cách nó 2 lần, anh phải cách nó cỡ 60k mới làm được điều đó. Chỉ cần nó chạy mà vô rương là biết ngay. Nãy nó cũng rướng đó chứ. Nếu mà nó bỏ thì nó sẽ lấy được top 2, top 4 rồi. Chứ sao? Thì tham thì xong thôi em. Hay lắm rồi nè. Nó lấy top 2, top 3 luôn đó chứ. Nếu mà nó hay quá. Đập giải chứ đập sao. Không, giống như Tùng Anh tính chuẩn chưa? Đó, hay quá. Mà ta chỉ sợ nó cũng theo thôi. Còn nó theo thì còn biết cha rồi luôn. Ok, thank you mọi người nha. Ok, rồi. Dứt điểm, mai nha. Ok. Lên trên nó chém 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 gió anh em đi. Anh Thành lên trên thì lên luôn anh Thành. Ok. Rồi ok anh em ơi, điểm sơ qua thì hôm nay ba lên rất là đông anh em ạ. Anh em khả tính toán cũng là vừa đẹp anh em. Nói chung là còn dư lại một cái năm thôi, không kịp nộp. Ôi 2k luôn, đậu cái năm gì. Lần này 2k chưa kịp nộp.
Chúc mừng anh Kay em ơi. Chúc mừng. Chúc mừng anh Kay em. Yo. Đấu trước mình, nó phải quăng vô, phải dẫn trước mình luôn. Thì đâu quăng sau mình, kiểu mình sợ sợ là khúc cuối nó quất mình, nó để mình trên hai rương là chịu rồi. Nói chung không mình thua đâu. À, anh đập nó từ đầu, nếu mà nó không khôn á, quên đó, nếu mà nó không ham á thì nó lấy top 4 top 3 rồi, một trong hai rồi, còn đang nó tham thì nó chết thôi. Anh nói chung bị sáng hết rồi mà. Việc bạn tính đúng giờ đúng giấc thôi. Anh tính không chậm một giây, không xa một ly luôn, đúng giờ đúng giấc nạp phịch xong. Nếu nó chơi khô máu là nó on luôn top 2 đó. Ừ, nó mà khô máu là anh đẩy lên on luôn top 2 đấy. Đi top 3, top 4 là sẽ mở. Top 3, top 4 là sẽ mở đó. Đại trí đó. Tính nó hết. Chơi vậy nó ngu quá. Top 2 thì là đúng. Mình còn chưa tính thủ thuật đó nha. Mình xếp mấy ạc vô mình auto bật ti. Mấy cái ạc giữ lệnh bài của nó là nó đi luôn á. Đúng rồi, không auto là đi luôn á. Đó là thủ thuật nữa, căng lắm. Đi luôn á. Không, mình đẩy cái top 5 nó xuống 38k, phải cây giờ. Để thế bọn nó bao giờ nó để bật auto đâu. Chỉ để trong auto nó tắt hết đi mà. Không, ok. Anh auto bật ti. Ok anh em ơi, nói chung thì tối nay thì cá nhân thì top 1 này, top 3 này, top 4 này, đó là bên này làm được 3 top nha anh em. Đó. Còn nó bị out trên cái top 5. Hello one, out trên top 5. Là không được top nha anh em, chỉ được 1 2 3 4 thôi. Đó. Rồi, cái tiếp theo top 3 là khỏi phải nói rồi. Top 3 là top 1 hồi xưa rồi anh em, khỏi phải nói rồi. Đó. Thì ngáo top 1, bác top 2, lờ top 3. Đó, hiện tại chúng ta có 3 top của vòng phần băng hội. Rồi. Xem lại cái cá nhân nó vẫn hay này mà. Một người hai ba anh em tính toán xong rồi phập đấy. Còn vô số lượng như thế nào phập đấy. Ok anh em giờ không có gì hơn. Chung là cũng đã nắm hoàn toàn top rồi. Tính ra thì được cả ban hội thì 2 top, cá nhân 3 top thì được tất cả 5 top. Với tất cả 8 top thì được 5 top rồi nè. Và băng lờ băng bác thì chỉ được top 2. Hai cái top 2, băng bác được hai cái top 2 nha nè. Rồi xong hết. Hai top 2. Rồi. Cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên để lại cho Khải một đăng ký kênh và cũng như nhấn vào chuông thông báo để theo dõi những buổi video từ kênh của Khải tiếp theo nha em ơi. Ok anh em ơi. Hết giờ nộp nha nè. Hết giờ nộp. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ nha anh em. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye.